bà con đang có số lượng lớn thân cây chuối, rau xanh muốn băm nhỏ cho vật nuôi ăn. Vậy làm thế nào để có thể băm nhỏ chúng một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian trong chăn nuôi cho bà con? Vậy thì xin mời bà con cùng theo dõi hết video sau đây nhé! Với tốc độ băm siêu nhanh cho ra năng suất siêu vượt trội, dòng sản phẩm máy băm chuối đa năng Inox chính là một giải pháp tuyệt vời giúp bà con tiết kiệm được thời gian, nâng cao năng suất và tạo ra nguồn thức ăn sạch cung cấp cho đàn vật nuôi. Máy băm chuối siêu tiện ích băm được đa dạng nguyên liệu như thân cây chuối, cỏ voi, thân cây ngô, rau bèo cùng nhiều nguyên liệu khác. Chỉ chưa đầy đến 20 giây là bà con có thể băm được một thân cây chuối to cho ra thành phẩm cực kỳ nhỏ nhuyễn, đồng đều giúp tiết kiệm được thời gian không cần phải ngồi băm bằng tay. Máy được thiết kế bằng inox toàn bộ nên có độ bền cao, chống rỉ tốt, với phần khung máy được hàn gắn chắc chắn, không gây rung lắc trong quá trình vận hành. Toa nạp nguyên liệu đầu vào được thiết kế dạng phễu to rộng, có thể dễ dàng băm nhỏ thân cây chuối với đường kính 16cm trở lại. Đối với cây chuối to hơn, bà con có thể tách bỏ bẹ hoặc chẻ đôi vừa miệng toa trước khi băm. Toa nạp nối liền trực tiếp với buồng băm, thuận tiện cho việc cấp nguyên liệu dễ dàng. Ngoài chức năng chính là băm nhỏ thân cây chuối, thì cỏ voi, rau bèo, thân cây ngô, ngọn mía đều có thể băm cực kỳ dễ dàng. Chính vì vậy, bà con có thể tận dụng được các nguyên liệu sẵn có tại nhà hoặc ở địa phương để làm thức ăn cho đàn vật nuôi nhà mình. Máy được kéo tải với động cơ 3kW, 100% lõi đồng nguồn điện dân dụng 220V, phù hợp với mọi hộ chăn nuôi gia đình. Tại buồng làm việc của máy được trang bị một dao băm to 2 lưỡi và 14 dao băm nhỏ hoàn toàn bằng inox, có chốt đóng mở đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Dao to có nhiệm vụ thái lát, còn dao nhỏ dùng để băm nhỏ nhuyễn nguyên liệu. Ngoài ra còn trang bị thêm 2 thanh gạt có nhiệm vụ gạt nguyên liệu đã được băm nhuyễn ra bên ngoài cửa xả. Ở trước cửa xả được lắp tấm chắn, bà con có thể dễ dàng điều chỉnh được hướng phun xa hay gần của thành phẩm, giúp thuận tiện cho việc thu gom. Vậy giờ chúng ta cùng nhìn lại thành phẩm máy băm chuối đã băm nhỏ các nguyên liệu nhé. Vậy như bà con thấy, thành phẩm đầu ra nhỏ mịn đồng đều vô cùng chất lượng. Với thành phẩm đã được băm nhỏ như thế này, vật nuôi rất dễ ăn, dễ hấp thụ dinh dưỡng. Thành phẩm sau khi băm có thể cho vật nuôi dùng ngay hoặc ủ chua dùng dần. Một chiếc máy nhỏ gọn tiện lợi dễ dàng sử dụng, được làm bằng chất liệu inox đảm bảo độ bền, thuận tiện vệ sinh máy, hạn chế han gỉ trong quá trình sử dụng. Với một chiếc máy siêu tiện ích như này, bà con còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ theo số hotline đang hiển thị trên màn hình để sở hữu ngay chiếc máy này về phục vụ chăn nuôi nhà mình. Đến với Cơ khí Bình An, chúng tôi luôn cam kết với giá thành hợp lý. Mọi hộ chăn nuôi đều có thể đầu tư được đảm bảo giá gốc tại xưởng, được chế tạo từ các kỹ sư lành nghề dày dặn kinh nghiệm mà không qua bất cứ các khâu trung gian nào. Vậy xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.